Dạ, Thúy Liễu kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Thúy Liễu đến thăm sư ông. Và dạ, con chào sư ông. Bà. Dạ, sư ông ơi, sư ông kể về mà địa ngục quá sư ông. Những cái tầng địa ngục giống như là cái tầng địa ngục thứ nhất là cái tầng địa ngục gì hả sư ông? Dành cho những cái tội gì hả sư ông? Cái địa ngục á, cái nó dư là 18 tầng địa ngục, mà 18 tầng địa ngục là cái thường thường á, những người mà tội mà không có tội nặng hung á thì xuống từ cái ngục thứ nhất rồi tới cái ngục thứ 10, rồi cái mà đi qua cái cầu đi đầu thai, đi đầu thai mà qua cái cầu đó là chỗ đó có mạnh bà nấu cháo lúa, ngồi chỗ đầu cầu đó là cho mọi người ăn cái cháo đầu thai. Còn cái ngục thứ nhất là cái ngục thứ 10, cái ngục đó là 10 ông vua, ông vua thập điện, mà mỗi mỗi ông vua thập điện cái ngục thứ nhất là ông vua này tên là ông vua Tần Quảng. Nên mình mới cái mượn vô thập điện đó, mình mới có một cái bài kinh là mượn vô thập điện đó mình tụng mình tu á. Như tôi hỏi bà tính nói cô mà tôi cũng cũng quên bài cái đó, chứ mỗi người nào mà tu đến đây thì lúc cho mấy cái bài kinh cần thiết mình để tụng á, cần thiết nhất á đó là đó, để tụng, để khi tụng mà nếu rủi á, nếu rủi mà mình cái đạo hạnh mình chưa có đầy đủ á, mình phải đi xuống A Tỳ á, xuống A Tỳ á thì mình gặp mấy ông vua Dương Vương đó, thì gặp ông vua mấy ông vua Dương Vương đó là không có, ông sẽ nhìn nhận mình, bởi vì lúc nào trên mình tu mình cũng niệm tới ông cả, thì ông sẽ coi mình như là cái người thân, coi như mình là một bậc chân tu, là một đạo tâm, thì không có quỷ sứ cái đầu mấy việc nào nó đánh phạt ra khảo cả, đi qua khỏi 10 cõi ngục rồi mình trở về dương gian, mình trở về mình sẽ lên dương gian, mình đi, nếu nếu mình tội mà tội nhẹ đó thì mình sẽ đi đầu thai lên làm người, đi đầu thai lên người được chưa bằng không có tật quyền gì cả, còn nếu mà tội nặng thì phải lên cùi đuôi mẻ sức tật quyền chưa bằng đúng hết trơn, nào là đau ốm bệnh hoạn riết rồi tới cái ngày chết đó là trả cái nghiệp, đó trả cái nghiệp. Còn một bà cụ nặng hơn, rất nặng nhất hơn hết đó là không không có thể đầu thai người ta đầu thai rất là thú vật là đầu thai làm trâu, trâu bò ngựa dê, nào là gà vịt chó mèo, đó làm cái thứ đó đầu thai làm cái thứ đó, mà mỗi cái ruột là cũng vậy nhau rồi. Ở trên trường thế mình nè, cái người chết á 7 bữa mà một cái thất, cái chết rồi 3 bữa mà cứ mã đó, rồi 7 bữa sau mà một cái thất, thì bằng như vậy là đủ 7 cái thất, thì ở dưới cứ trên này mỗi một cái thất á, trên này bằng một cái thất là ở dưới đùa một cái ngục nha, ở cái ngục thứ nhất 7 ngày thì này mà trên như thế mình làm một cái thất, làm một cái thất á, thì ở dưới sẽ đùa vào cái ngục thứ nhì, rồi đưa đưa hoài đưa với đến cái ngục thứ 10 á, cái ngục thứ 10 đó là như thế. Còn cái mà tội nặng nó có thể tội mà không có được siêu thoát, đó là tội tội nặng, đó là đem nhốt cái 8 cái ngục kia, gọi là 18 từng đi ngục á, mình cứ ngục đi đầu thai, còn cái 8 cái ngục kia để nhốt cái tội danh ra là nhốt thiên thu, cũng như gì thế mà ở tù lưu xứ, ở là tù không đầu thai khổ luôn trai hết chung chưa, thân, là không đầu không có thai đầu luôn. thai mà không ai lãnh đó, không ai lãnh hai chục đầu mỗi năm xuống lãnh cái đậm 7 xuống lãnh lãnh tội nhân á, thì lãnh những cái tội mà người ta còn 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 ít á, cái tội cái những cái tội nhẹ đó, còn 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 giống như cái tội còn câu khoảng chừng 1 năm 2 năm nữa mới mãn tội thì vẫn được lãnh hết, lãnh gì lên cho được hết, lãnh gì lên về là mấy cái đường bà đều đẻ hết, đẻ người đó ra hết. Dạ sư ông cho con hỏi á, là những cái tội gì mà không cho đầu thai nữa là ở trên dương thế, là những cái tội gì mà mình mắc đầu thai luôn hả sư ông? Cái tội đó bây giờ tôi không có nói rắn của đường mạng tôi tù thấy mẹ luôn, cái hồ đèn ra xa đèn lại đi giết mình chết mẹ luôn, đụng chạm tới đất dạ trời nói đèn. chung là cái tội cướp bây giờ của bây giờ giết tôi người nói hết vậy, chưa ông? bây giờ tôi nói tội nặng đi, tôi nói mình làm giữ cái tội mà kêu bằng cái tội ác mà nó quá lớn lao á, nó quá nặng nề đó, nó quá nặng nề, cái tội mà gọi là tội nặng, nó quá nặng nề là nó mới đưa đến cái khổ đó, cái khổ mà kêu bằng cùng cực á, Sư cái ông khổ nói sư ông sợ đụng chạm đến nhiều người.
nó đụng chạm. Dạ. Bởi vì bây giờ mình nói là mình nói thẳng, mình nói dạ. thẳng thẳng rồi nó đụng chạm tới cái đám dạ. cái người mà họ làm tội á, cái người tội dữ dằn đụng chạm rồi kiếm mình nó giết. Dạ. Dạ, nói chung cái tội mà đụng chạm tới nó đó. Cái tội mà nặng nhất tội là tội nó làm thì nó chịu, mà mình nói ra sao mới giết chứ. Dạ. Còn không nghĩ là mà nói ra như vậy cô đâu nhảy cô đưa lên mạng thì nó nghe không biết cái đâu mày rồi. Tất cả khác là vừa ai cũng biết cho nên cái đám nó cũng nghe được. Dạ. Cái đám ác á, đám nó cũng nghe được. Dạ. À, tôi nói vậy, tôi nói đại khái thôi. Tôi nói những cái tội nặng á, những cái làm ác á, nữa cái mà tội nặng, tội quá rồi. Rồi tôi nói cô nghe, cái tội mà mình ở trên giường thế này, ở trên giường thế này mà mình những cái người ta tu á, những người ta tu rồi mặc dù cái người không tu hay là người tu chẳng hạn mà làm cái chuyện phạm pháp phạm giới á. Bây giờ ví dụ tôi nè, tôi có kinh Pháp Hoa, tôi tu kinh Pháp Hoa nha. Tôi Pháp Hoa mà cô biết kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa, kinh Pháp Hoa là Đức Phật Tổ Như Lai đó là ông lớn nhất. Mà những cái người á, Đức Phật Tổ Như Lai dạy cái người mà tu mà có kinh Pháp Hoa, mình tu kinh Pháp Hoa đó, tu luyện kinh Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa đó là đệ tử của Phật. Cái người đó là đệ tử Phật, đó là con của Phật, đó là mình có một cái công lớn, cái lưng mình có vua một cái công lớn, không còn sợ ai hết. Chưa không ai là ma quỷ yêu quái quỷ quái gì, các bậc không có ông tiên ông Phật ông Phật ông Thánh ông trời gì cũng dám động với mình đó, không sợ hối động với mình đó. Bây giờ mình có cái gốc lớn không ai dám động với mình là có cái chừng vô của mình là Đức Phật cũng như này, thành ra ông dám vô. Bởi vì ông mới nói ai mà muốn gia chạm với mình, muốn đụng chạm mình, muốn hại mình á, muốn giết mình chết hay là làm mình có lần này, đó là cái tội đó là phải đi xuống 18 tầng địa ngục, địa ngục thứ 18 không chịu thoát. Không chịu thoát chỗ đó mà chịu hành khổ thiên thu ngàn năm ở cái bằng như thế, mình cứ ở tù chúng văn á. Ở tù luôn xứ á. Không có ngày về á, không có ngày bán tù á, đó là gì? Không có điều thay mà không có ai lãnh được, thấy trần tù không có lãnh được. Lãnh là những mấy cái tội già, cái tội nó quá nặng không có lãnh được. Bởi vì Đức Phật nói những cái người tu mà cúng kinh Pháp Hoa nè, cúng Pháp Hoa tu bằng kinh Pháp Hoa, tu học kinh Pháp Hoa đây, có cái buộc của mình để mà tu á, thì đó là đệ tử của Phật, đó là con Phật, đó là đệ tử của Phật, đó là những cái người mà đụng chạm tới muốn hại cái người tu đó thì thà là giết Phật cũng được, hay là hại Đức Phật cái nào cũng được. Chơi cùng biết động tới Phật á, động tới Phật là tội lớn càng trời lên, không có tội gì lớn bằng động với Phật. Nhưng mà Đức Phật còn nói thà là giết Phật, thà là muốn đâm chém chặt bằng có gì cũng được chứ. Chứ mà động tới cái người tu mà tu kinh Pháp Hoa là không được, là phải đi bên đó xuống 18 tầng địa ngục á, nếu khiếu 18 khi mà dân gian dân thế này nè. Mình muốn làm gì cũng được chứ, khi mà mình rớt xuống cái xuống cõi thì khi mà liệu trần khỏi cái thế gian này á, khi mà rời khỏi cái thế gian không còn gian nữa là gì? A tỳ, gì a tỳ là cái bạn xuống ở cái ngục thứ 18 này, xuống đó. Nó đánh đập hành phạt tra khảo qua đủ 10 cái ngục rồi đó. Nó đưa qua cái 8 cái ngục kia, đó là thiên xu, không còn, không được làm con chó, con mèo, con heo, rồi muối kiến đĩa dắt, không được làm thứ đó nữa. Bởi vì để nhốt cái 8 cái địa ngục đó, 8 cái ngục đó để cho khổ. Đừng có nói những cái người ngang ngược mà không có tu nói rằng không có địa ngục ở đây, không có hành phạt tra khảo chứ, không có là du diêm vương, không có quỷ sứ cơ đồ ba dân chứ. Nói con người sống đầu sống còn ăn chết là hết, không coi rồi cái ngày mà chết rồi xuống ra thì đâu có ai biết. Chỉ cái người đó, cái người chết biết thôi. Cái người sống có ai biết đâu, có biết cái người đó bây giờ ở đâu, bị đánh, bị đập tra khảo hành phạt ở dưới cầm tù cầm luôn, không ai biết. Mà tôi hỏi đâu có ai biết đâu, không biết, thì sao không biết. Đây, cái trần gian không biết, cái việc trần gian, cái người làm việc trần gian là làm theo cái ý của cái người đang bày vẽ mà thôi. Chứ còn cái người chết đó, chính là cái người đó khổ mới biết khổ. Rồi tôi nói cô nghe nha, không có phải chết là hết đâu, cuộc chết cũng như là cái sống. Cái chết rồi cái linh hồn của mình á, nó y như sống như nè. Sống này cô biết không, ai mà lại đánh cô biết đâu. Chết rồi cũng vậy đó, chết rồi cái linh hồn mình đó, rồi cái quỷ sứ đánh nhập trà khẩu cũng đau kia gớm rồi á. Trên sống này ai mà lại chặt đầu mổ bụng đâm chém mình đó, kêu bà đâm chém chặt đầu vậy. Cô thấy gì, cô nhìn ra nè, cô còn sống thế nè, cô thấy cái người nào mà lại cầm dao
cầm dao cầm búa mà cầm gươm cầm giáo lại mà đâm chém giặt bầm cô thấy cô sao? Dạ. Sợ chết, sợ chết, nó đau ghê gớm. Hết mình như gì mới đem dao búa gươm giáo lại nó chặt mình cái bầm máu chảy, máu chảy dần về, giặt cái bầm dao nó đau chết người thì cái người chết rồi cũng vậy á. Chứ đừng có nói là chết là hết, đừng có nói là cũng đau ghê gớm. Bởi vì tôi thấy cái người chưa dặn ngang cái cõi nào, gan dạ cái nào, lì lợm cái nào, cái kêu bằng thánh lốt cái nào, cái kêu bằng ngang ngược cái nào đi nữa, chưa xuống hoa thầy đâu, xuống hoa thầy biết, gọi là chưa thấy Diêm Vương chưa biết sợ. Khi mà thấy mặt Diêm Vương biết sợ, thì tới chừng chết rồi đi lên liền thành là buổi xíu nó dắt gì hoa thầy rồi đó, gặp Diêm Vương Vương đó là biết rồi, biết mình đã chết rồi. Bây giờ muốn ăn năn để mà sống lại cũng đâu có sống được. Rồi muốn để sống lại để mà tu cũng không sống được, không sống được, chết rồi là không còn người nào sống lại được, phải chịu thôi. Bởi vì cái hồi mình nói như thế á, mình rất là ngang ngược, không có lo tu, và ai nói cũng không nghe đó. Bây giờ ai có ai biểu tu, ông Phật ông biểu tu cũng không có tu, nói là con người chết là hết, con người có sống là còn ăn, chết là hết, không có tội, không có hành phạt tra khảo, không có địa ngục cái gì, không có bị giam cầm đánh đập gì vậy. Đó là nó chỉ biết cái thôi, tới chỗ dưới gặp phải là xuống dưới nào là nó bỏ vô cái đá nó quết đường tiểu bất biết, rồi nào nó là nó lấy của cá mập nó cua mình là ba khúc, cua ngang luôn cái ngàn cổ cái cô là ba khúc. Cô thấy trên dương gian mà nó làm mình cái người sống gian làm gì là cô thấy đau đớn cái nào, cô thấy cô sợ cái nào thì mình chết rồi, còn đi hồn nó cũng vậy đó. Chứ nó chết là hết, cũng phải đau đớn vậy đó, đau đớn ghê gớm. Có thể cô cũng sợ kinh hồn à, nhưng mà cái người đời trên thế gian này mà biết đạo lý, biết tu, biết tội, biết phước, biết sợ cái cõi A Tỳ, biết sợ xuống địa ngục A Tỳ mà nó phải hành phạt, phải tra tấn, phải khổ não như vậy, biết lo mà tu là còn kịp. Còn cái người gan có thấy mấy người nói lên thế gian này không có bao giờ dứt những cái con thú vật đó, là cô biết cái kiếp này mà cô thấy các cái con vật kia cũng như trâu, là cũng như trâu bò, cũng như con ngựa kéo xe, con trâu rồi nó đi cày đi chục, con ăn thì ăn cỏ, con ngựa kéo xe nặng muốn chết, bị đánh bị sập, rồi những con heo gà vịt gà chó mèo là các con bò con trâu gì chẳng hạn, cô thấy nó khổ cái nào. Dạ. Mình như vậy mình thấy là dòng cô nghèo đi nữa, nghèo cái nào nữa cũng không có khổ bằng cái con thú vật. Dạ. Khổ rồi á, phải ăn uống dưa giấy, cô chưa thấy cái nó ăn uống dưa thì thấy rồi, cái con heo con chó nè, con heo con chó nó ăn uống dưa thì thấy các con gì nó cũng ăn uống dưa lắm. Nói rồi mình á, khi mà mình ra cái người không tu á, mình làm cái chuyện tội ác á, thì mình khi mình chết rồi mình phải đầu thai lên những cái con vật đã, tới chừng đó mới biết cái khổ như thế nào. Bởi vì tôi nói cái người tôi thấy như này mà biết tu á là khôn, cái người đó khôn, còn cái những người mà gan ngược không có lo tu chân, lo làm cái việc ác, làm cái việc tội ác á, đó là không cứu vãn được nổi rồi. Chứ không, ở trên này đừng có nói, ở trên thế gian này cái cõi trần này có hai cái hạng người, một là đạo, hai là đời. Cái người tu gọi là đạo, còn cái người không tu gọi là đời đó. Thì hai người đó không có cách nào mà cô cải hóa được, không cách nào mà cô dụ dỗ lùa quến hay cách nào mà cô dạy dỗ cũng làm. Chứ ông Phật còn bó tay thôi, ông Phật ông còn nói ông cũng không có cứu chữa được, ông cũng bó tay luôn, ông còn có thể mà tế độ cứu chữa cái gì hết. Bởi vì cái những cái người đó, đó là hết cứu chữa rồi. Bởi vì không nghe nói đó, sư ông, giống như những người mà tự quỷ hoại đời mình, giống như tự dặn á sư ông, rồi cái đó là tội rất nặng, tội nặng kia đó, là mà cái người trần gian không biết để bằng đạo giải ra thức cái đó trong cuộc này. Cái thằng đó bây giờ nói những cái người nào mà cha mẹ sanh thành ra từ nhỏ tới lớn, cô biết cái công lao của con, cái gỗ của người mẹ,
thì phải ở nằm trong cái bào thai 9 tháng 10 ngày, cũng biết khổ cái nào, cũng biết một cái bụng này khi mà có thai mà có khoảng chừng 5-6 tháng nó lên cái thai nó bự rồi, nó có hình nguyên. Tôi nói từ 5 tháng trở lên đấy, không từ 5 tháng trở lên đó, thì khi mà cái người mẹ làm như vậy à, cô để trên tay trên cái bụng á, dưới cái rúng á, cô để vậy nè, nó đạp cái nhỏ, nó đạp hai cả, nó đạp hai tay là nè, bên để đó. Còn cô và đi xuống sông á, cô tắm á xuống, nó mát á, xuống nước nó cũng biết mát nữa, nó mát nó đạp gì luôn rồi á. Rồi á, cái đứa nhỏ đâu á, mà khi mà nó nằm ở trong bụng mẹ, khi mà con được từ 6 tháng lên, nó thành hình đúng rồi, hai tay hai chân, cái là tay chân đủ không thiếu chân, đầu mắt mũi đủ chân. Còn cái khi mà nó mới thọ thai đó thì không có gì hết, nó chỉ một cái cục máu khoảng chừng mà cả cái à, cục máu là của bà mẹ, cái cục máu không có tay chân giò cắn, không có mắt mũi không gì đó. Chỉ cục máu thôi, cũng như cái bộ bóng con cá vậy, cái cục máu cái đầu của đứa nhỏ đó thì nó như con tay à, nó bằng thẳng rồi, còn cái đuôi hai cái giò đó thì dây nó nhọn quắt, mình sẵn mình dày nhọn quắt rồi lâu dài, nói chừng khi mà 1-2 tháng thì nó chưa có gì hết. Khi mà lâu ngày đến nó được từ 4 tháng cái bệnh mới tự hình mới có mình có đầu, rồi lần tới 5 tháng cái lên là đủ hết rồi, đủ hết cũng như cái đứa trẻ mà mới đẻ ra thế này, nhưng mà nó nhỏ xíu à bự. Chứ khi mà cỡ khoảng chừng 7-8 tháng là nó mới bự như lắm, 7-8 tháng, còn 9 tháng thì còn 10 ngày nữa là nó ra đời, có 10 ngày nữa ra đời, 9 tháng 10 ngày. Còn những cái người mà không phải là 9 tháng 10 ngày, hoặc là sinh trước mới 9 tháng là sinh, gọi là những người đó bệnh hoạn hay gì đó, là đứa trẻ nó tổn hại cái thai trong thành nó một cái chuông ra, chuông đủ ngày tháng chuông ra, bây giờ cái đó là nó rất yếu. Còn có người 9 tháng 10 ngày không ra, mà có thể 10 tháng 1 năm nữa là không ra. Rồi cái người sống là biết sợ, cái người mà biết người sống thế gian này à, hoặc là cha mẹ ông bà mới sợ mới lo cho, còn nếu không là bó tay rồi, không sinh được, không sinh ra được. Bởi vì cũng biết người ta mà cái 9 tháng 10 ngày á là nó có thể mấy cái người mà con rạ đó, thấy đứa nhỏ có thể 9 tháng 10 sinh ra đứa nhỏ 4 kg rồi, nào giờ cô có thấy chưa? Dạ. Tôi thấy á, tôi có thấy mấy người đó là con rạ đó 4 kg. Còn có những người con so là không bao giờ bự mà con so 4 kg rồi không sinh được, phải đi bác sĩ. Những cái người đó cái bụng bự ra rồi đứa con cũng bự ra rồi phải mổ, đi bác sĩ dục sẽ mổ bắt cái do ra cái đầu vậy đó là gì đó. Rồi khi mà cái đứa nhỏ đó nó cũng có cái lý do 10 tháng, có người 10 tháng mới đẻ, có người 1 năm mới đẻ đó. Bây giờ ta kêu bằng có chúa đó, người gọi là có chúa trâu á, con trâu á, không phải 9 tháng 10 đẻ, mà con trâu giáp đầm nó mới đẻ, ta kêu có chúa trâu. Cái hồi thời xưa đó nè, hồi xưa mà trâu mà họ đi dọc quá rồi có cái điêu trên gõ quá, không là ông này không được biết, không biết ông có thấy chưa, hồi cái đời ông chứ còn tôi làm tôi lành lắm. Cái điều có cái điều đầu má ngàn cổ con trâu á, để mà kéo đi chục đi cài á, cái điều đầu á, khi mà cái điều trâu đó mà người ta lộ ra rồi người ta đẩy đất á, cái người thường thôi không sao, cũng như ông này không sao, là mấy người bà con gái mà không có chữa không sao nha, có chữa mà ngồi đi đâu ngồi chút xíu gì đó mà cô thấy nhất định ngồi chứ điều đâu không là cứ bằng có chữa đâu á. Nếu mà không có ngồi chứ đi đâu 9 tháng 10 ngày đẻ, còn đi đâu 1 năm mới đẻ đó, chứ không phải là 10 tháng đó. Kêu là có chữa trâu á, chút xíu ra ngồi đi đâu vậy đó.